Tiến trình cụ thể của phương pháp dạy học thực hành. Thực hành là phương pháp dạy học, trong đó học sinh được trực tiếp thao tác trên đối tượng nhằm giúp học sinh hiểu rõ và vận dụng lý thuyết vào thực hành, luyện tập, hình thành kỹ năng. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh được rèn luyện kỹ năng thao tác, tay chân, đồng thời giúp giáo viên phát hiện những khó khăn, lỗ hổng kiến thức của học sinh để chỉ dẫn thêm hoặc giúp đỡ phù hợp. Tiến trình dạy học thực hành gồm các bước sau: Bước 1, giới thiệu mục đích thực hành. Bước 2, hướng dẫn thao tác thực hành. Bước 3, tổ chức cho học sinh thực hành. Bước 4, báo cáo, đánh giá kết quả thực hành. Bước 5, kết luận. Giới thiệu mục đích thực hành. Giới thiệu mục đích thực hành giúp học sinh hiểu vì sao cần thực hiện kỹ năng đó như vậy, cùng với các thông tin cơ bản khác. Hướng dẫn thao tác thực hành, giáo viên hướng dẫn để học sinh biết trình tự các bước và cách thực hiện từng thao tác trong trường hợp giáo viên làm mẫu thì tốt nhất là giáo viên vừa làm mẫu vừa kết hợp với giải thích cách thao tác và nên làm mẫu với tốc độ vừa phải để học sinh kịp theo dõi và tiếp thu tổ chức cho học sinh thực hành học sinh có thể thực hành cá nhân hoặc theo nhóm tùy thuộc vào nội dung thực hành và số đồ dùng chuẩn bị được tuy nhiên giáo viên cần tạo điều kiện để càng nhiều học sinh được thực hành kỹ năng càng tốt giáo viên chú ý quan sát hoạt động thực hành của học sinh để nhanh chóng phát hiện những khó khăn sai sót và những học sinh cần được chỉ dẫn thêm hoặc giúp đỡ báo cáo đánh giá kết quả thực hành tổ chức cho học sinh báo cáo và đánh giá kết quả thực hành trước lớp kết luận giáo viên nhận xét và tổng kết về kết quả thực hành của học sinh